cá rô. Cá lợ là chạy con cá lóc nhưng cá rô này nè. Hello, chào cả nhà nha. Chào nhà luôn chào ba. Cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh của Tân nha. Thì đầu video tôi chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hôm nay mời cả nhà theo chân mình với Tía mình đi thăm lợ ngoài này cả nhà. Luôn lợ này là mình với Tía mình thăm hai lần rồi đều tạch hết nha. Bây giờ thăm lần thứ ba coi làm sao. Đi lúc này là 1:30 2 giờ chiều cả nhà ơi. Này cả nhà coi cái địa thế nè. Lục bình cỡ này nè. Cái này là nguyên một cái eo của cái sông nha, sông dòng Cỏ Đông nha cả nhà. Quá trời mà nước cạn nữa chứ. Cho cả nhà xem là lợ nó khô vậy. Cái lợ nằm bờ luôn rồi đó. Khô ghê. Trời ơi trời. Lóc chết rồi ba. Ồ, con cá này nè. Quá trời ốc luôn. Ồ, con cá chết trời má luôn. Con cá lóc nè. Có khi chết. Con cá lóc đó nha. Sao phải có cá lóc gì chứ. Cá lóc. Lại chết cá lóc bành kia uổng ghê. Nắng dữ lắm á nhà, giờ nó chắc 2 giờ chiều. Có dấu phóng hay gì cả nhà. Cái gì ta? Có dấu phóng mà có con cá rô. Trời ơi con rắn. Còn sống luôn. Bành kỳ. Cá không đây. Cái chê chết. Trời ơi. Chết mấy con luôn. Một lợ luôn. Nhà coi nè. Hai cá chi vàng ba con. Con chết bỏ luôn hả ba? Con đó còn lấy được không? Còn cứng thiệt. Bỏ đi. Nè còn cứ dùng muối chiên ăn, không trả chiên. Ờ chị trắng á, đổ đi. Còn cá lóc nữa cả nhà. Còn cá lóc với hàng chi vàng bự quá ha. Ừ, cá lóc còn. Làm cái như cái nãy nữa các bạn. In rùi. Vô. Vô hành kia không? Vô bự. Tại sao có vô dữ vậy ta? Lóc xíu. Nhớ bữa đem đi. Mình nhớ là chạy qua đây là
có lóc bự cũng đỡ. Trời ơi nhỏ á, nửa ký á. Nhắc cái lóc lát lạ kìa ha, lóc cái lóc kìa. Con cá lóc nè. Ủa con cá gô. Ủa trời con cá gô. Ủa con cá gô nè. Trời ơi. Ủa con cá gô cả nhà. Thù gô, cầm cái gô cho cả nhà xem. Thù gô nó bự nè cả nhà ơi. Nè. Bỏ đây con. Đây sẽ tiếp vào. Cái này con cái gô. Hết hồn cho cả nhà. Cái lọc. Bỏ vô đi. Bỏ vô đi. Nhảy nước ra. Hai con. Hai cái lóc đây nè. Ơi, kiếm ăn được. Ơi. Khô nước hết trơn. Em Hugo rồi ha. Đây cả nhà, mình về tới nhà cả nhà ơi. Nãy mình về mình ghé mình dẫn bò phụ ba mình, cái mẹ mình về mẹ mình lựa ra. Được mấy con nè. Nãy có mấy cái nữa mình không có quay cả nhà ơi. Tại gần nhà người ta quá. Nãy có hai cái gần nhà được to như ba con á. Có con cá lóc. Con cá lóc này chạy chung với lại con cái rô bự đây nè cả nhà. Ui, con cái rô bự. Làm thấy cá rô hết hộp vậy đâu. Chị Năm ơi, con cá rô nè. Cá lóc này chạy chung với cá rô bự nè. Đây ba con cá chết. À chứ con cá rô nè. Hết hộp cá rô. Cá nào là chạy con cá lóc với cá rô này nè. Này khô nước quá cả nhà. Quá trời. Rồi, clip mình dựng đây cả nhà ơi. Chắc chuyến sau mình ra mình cuốn luôn là nó về luôn quá. Ba chuyến rồi, mấy được có nhiêu đây. Hai chuyến trước mình cũng mớm không có gì hết á. Cảm ơn cả nhà xem video nha.